Chào quý anh em nha. Nay mới về cập bến được vài món hàng nữa nè mấy anh em ơi. Đây. Súp C18 Thái ha, 5 tắc. C18 Thái nè, 5 tắc nè. Và B52 5 tắc nè. Phiên bản Mỹ ha. JBL 5 tắc súp ha. JBL 4 tắc. Con trăm từ 220 ha. GCF con trăm từ 220 ha. GCF chép và BA con 75 chép 75 chứ lộn. Và từ 190 con 76 ha. 190 con 76 ba tắc con 51 sườn nhôm ha. Và phân tầng đợt này mình về cái giá nó cũng hơi được cho mấy anh em xài nè. Phân tầng này tiếng hay cực kỳ ha, tiếng hay cực kỳ. Giá 550 ha mấy anh em, 550 cho một cặp bên đây nè, một cặp gì nữa mấy nè, 550 ha, 550 cặp, 550 và 650 ha, 550 và 650 cặp gì, cặp này là 550 và cặp như bên đây là 650, đây nói vậy đó. Đó. Và cặp lo này 750 mấy anh em. Đợt này chuyến này mình lấy cái giá tốt rồi để giá tốt cho mấy anh em xài ha. Midgo này cái tiếng của nó là nó không có hú ha, tiếng ba chung chép bát dày ha. 250. KTV. Hàng này trước em bán cũng nhiều lắm, đợt này lấy được mấy cây thôi. Đây 1,5 triệu gặp con 76 ha, GCF 4 tắc chép 750 750 ha mấy anh em. BA cặp bên này, cặp bên đây 4 tắc, đây 4 tắc là đây, đây là cặp của nó ha mấy anh em. 1,5 triệu ha. GCF đợt này mình lấy giá tốt để cho mấy anh em tốt là 2,5 triệu ha. Con 100 từ 220 là nó bên đây là cặp đây này, để mình quay cặn kẽ cho mấy anh em xem đi ha. JBL 2,650 ha, con 100. Cái này á, thường thường anh em ta nói là keo, keo nó là keo màu hồng 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 cái gì đó mấy anh em, nói gì đó. Để mình quay cặn kẽ cho mấy anh em xem ha, cái con bên trong đó ha. Nước sơn của nó hàng này hàng nhập khẩu nha anh em, mới trăm trăm. Mình để cái giá này tốt cho mấy anh em cực kỳ ha, tốt mà không thể nào tốt hơn được cái giá này này nữa mấy anh em ơi. 2,650 cặp. Này số điện thoại đặt hàng của bên mình ha.
có cặp này trước giờ quay cho mấy anh em mấy lần bán chưa được thì mấy anh em xem kỹ cái JBL con 100 từ 2 nó là gì. Nay quay kỹ cho mấy anh em xem đi ha. Đó. Ngoại hình là còn zin ha. Bơi 52. Cặp bơi 52 này mình mới thu mấy anh em được nữa nè mấy anh em, chỉ được có một cặp thôi ha. Mình là trước có mấy cặp bán xong hết rồi. Bây giờ còn cặp này. Mới mua được cặp này. Dạ. Lo còn zin hết mấy anh em. Lo còn zin. Lo còn zin từ chi tiết ha.